8 sai lầm trong điều trị mỡ máu khiến mỡ máu mãi không hạ. Thứ nhất, đó là không điều trị khi mà mỡ máu không cao. Đây là một trong những cái quan niệm sai lầm và nó rất là ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng của chúng ta. Rất là nhiều người, người ta có những cái vấn đề về nguy cơ bệnh lý tim mạch như là hẹp động mạch vành, hẹp động mạch não, hẹp động mạch cảnh, hay là những cái vấn đề có những người có đã từng có tiền sử tai biến hoặc là có thường xuyên có những cái cơn thiếu máu não thoáng qua. Thì chúng ta, cái việc mà chúng ta sử dụng thuốc mỡ máu duy trì hoặc là sử dụng thuốc điều trị mỡ máu ngay cả khi mỡ máu nó bình thường, nó sẽ giúp ngăn ngừa những cái biến cố về tim mạch, ví dụ như là đột quỵ hay là nhồi máu cơ tim. Và bên cạnh đó, cái việc mà sử dụng những cái thuốc mỡ máu này nó còn giúp đưa mỡ máu về những cái chỉ số mà cho phép ở những cái người mà có nguy cơ về bệnh lý tim mạch. Cái sai lầm thứ hai đó chính là điều trị khi mà trở về bình thường sẽ ngưng điều trị. Thì đây cũng là một trong những cái nó rất là giống với cái quan niệm sai lầm số 1, đó là có rất là nhiều người khi mà điều trị mỡ máu nó trở về mức bình thường thì tự động ngưng điều trị, không cần đi khám bác sĩ và cũng tự nghĩ là mình đã bình thường rồi và không cần phải uống thuốc nữa. Nhưng thật sự đối với những người mà có cái nguy cơ về tim mạch giống như bác sĩ Minh mới chia sẻ, hoặc là trên nền mình có những cái bệnh lý về tiểu đường, tăng huyết áp, thì mình phải đi khám lại bác sĩ để xem xét cái hướng là mình giảm liều hay mình tiếp tục duy trì cái liều mỡ máu mà mình đang uống. Cái thứ ba đó là không kiểm tra chỉ số mỡ máu thường xuyên. Rất là nhiều người trong chúng ta có thói quen là chỉ xét nghiệm mỡ máu một lần duy nhất rồi sau đó là uống thuốc điều trị mỡ máu khi mà mỡ máu tăng, uống hết toa thuốc là tự động ngưng, cũng không cần xét nghiệm lại. Bên cạnh đó có những người sẽ lấy cái toa thuốc đó uống liên tục hết năm này qua tháng nọ mà cũng không cần xét nghiệm. Thì đây là những cái nó hoàn toàn nó không chính xác và nó sẽ dẫn tới rất là nhiều những cái hậu quả. Thì những cái người nào mà uống toa thuốc xong rồi ngưng mà không kiểm tra lại thì chắc chắn cái nguy cơ bị mỡ máu nó vẫn còn cao hoặc là nó tăng cao trở lại là hoàn toàn có thể xảy ra. Còn những người mà uống thuốc mỡ máu liên tục mà không kiểm tra thì đây nó sẽ dẫn tới những cái biến gọi là những cái tác dụng phụ của thuốc điều trị mỡ máu. Cái sai lầm thứ tư đó là thích gì ăn nấy khi mà đang uống thuốc điều trị mỡ máu. Rất là nhiều người mà bác sĩ mình gặp, đặc biệt là những bạn trẻ có những cái rối loạn về mỡ máu, thì có một cái quan niệm là bây giờ tôi đã uống thuốc rồi thì tôi sẽ được quyền ăn tất cả mọi thứ mà tôi không cần phải sợ nữa. Đây là một cái quan niệm rất là sai lầm. Vì trong điều trị mỡ máu hay tất cả những cái bệnh lý chuyển hóa thì cái chế độ ăn uống sinh hoạt là một trong những cái điều trị đầu tiên và bắt buộc trong bất cứ giai đoạn nào của vấn đề điều trị cũng sẽ phải có chế độ ăn uống sinh hoạt. Nếu mà chúng ta có uống thuốc rồi, điều trị mỡ máu rồi, chúng ta vẫn phải điều chỉnh chế độ ăn, hạn chế dầu mỡ, chiên xào, tránh ăn những cái loại thức ăn nhanh để làm tăng mỡ máu, thì nó sẽ giúp cho cái việc điều trị nó hiệu quả hơn, giúp chúng ta sử dụng những cái liều thuốc điều trị mỡ máu nó một cách liều thấp nhất và tránh những cái tác dụng phụ của thuốc. Cái thứ năm đó là cái việc mà chúng ta kiêng khem quá mức. Thì đối ngược với những cái người mà thích gì ăn nấy thì sẽ có những người mà kiêng khem tới nỗi mà không đụng tới một chút xíu nào dầu mỡ hay là chất béo luôn, vì họ nghĩ chỉ cần họ ăn vào nó sẽ làm cho cái mỡ máu của họ tăng lên. Thì đây cũng là một quan niệm không đúng, vì cơ thể chúng ta rất là cần chất béo, nó cần thiết cho cái việc tổng hợp tế bào, cần thiết cho cái việc mà tạo ra những cái hormone, cần thiết cho cái việc giữ ấm và cần thiết cho cái việc duy trì hay là củng cố cái hệ thống miễn dịch của mình. Vì vậy nếu chúng ta không bổ sung chất béo, đồng nghĩa với rất là nhiều bệnh lý nó sẽ xuất hiện, và trong đó có những cái bệnh lý nó ảnh hưởng rất là lớn đối với cơ thể chúng ta. Vì vậy chúng ta sẽ phải bổ sung chất béo, nhưng chúng ta nên chọn bổ sung những cái loại chất béo tốt cho cơ thể là những chất béo không bão hòa, ví dụ như là omega 3, đây là một, hoặc là omega 6, đây là những loại chất béo rất là tốt cho cơ thể mà nó là giúp làm giảm những cái mỡ máu xấu trong cơ thể chúng ta nữa. Chúng ta có thể bổ sung thông qua chế độ ăn uống sinh hoạt, ăn uống ví dụ như là những cái loại cá biển tầng sâu nó chứa omega 3 rất là nhiều, những cái loại hạt và những cái loại dầu thực vật, đặc biệt là dầu ô liu. Đó là những cái loại mà chúng ta có thể bổ sung những cái chất béo tốt vào trong cơ thể chúng ta. Cái thứ sáu đó là cái việc chúng ta lười vận động hoặc là không vận động đủ khi mà chúng ta đang uống thuốc điều trị mỡ máu. Đây cũng là một trong những cái mà bác sĩ Minh thấy giới trẻ hiện giờ, những người bị rối loạn mỡ máu sớm đó, hay có suy nghĩ giống vậy, tức là mình đã uống thuốc rồi thì mình không cần phải tập thể dục nữa. Đây chính là một cái quan niệm nó làm cho cái mỡ máu nó lâu trở về bình thường hay là cái điều trị nó khó khăn hơn. Vì khi mà chúng ta vận động hay chúng ta tập luyện, nó sẽ giúp cho tăng những cái chuyển hóa cơ sở, từ đó sẽ giúp cho chuyển hóa mỡ tốt hơn, giúp tăng cái quá trình đào thải
thải những cái mỡ xấu ra khỏi cơ thể. Vì vậy hãy cố gắng duy trì ít nhất là tập luyện 150 phút một tuần nha các cô bác anh chị. Rồi cái thứ bảy đó chính là thiếu kiên trì trong việc điều trị. Rất là nhiều người mà bác sĩ mình gặp á, uống thuốc điều trị mỡ máu thì chỉ uống đúng một to rồi sau đó là ngưng, rồi khoảng thời gian sau 2-3 tháng sau đi kiểm tra lại cái bắt đầu tăng, tiếp tục uống đúng to đó rồi ngưng. Vì họ suy nghĩ là uống như vậy á, nó sẽ hạn chế được cái tác dụng phụ của thuốc và nó sẽ tránh cho cái tình trạng là chúng ta bị lờn thuốc. Nhưng thật sự đây là một cái quan niệm rất là sai lầm. Cái việc mà chúng ta điều trị không liên tục hoặc là cái việc mà chúng ta tự ý ngưng thuốc nó sẽ làm cho cái rối loạn mỡ máu nó trở nên nặng nề hơn, khó điều trị hơn, và lúc đó những cái biến cố, những cái nguy cơ tim mạch nó sẽ dễ xảy ra hơn. Và cái cuối cùng, cái thứ 8 đó là việc uống omega 3 thì sẽ không cần phải uống thuốc điều trị mỡ máu. Đây là một cái quan niệm không đúng. Vì omega 3 chỉ là một cái loại thực phẩm hỗ trợ, thực phẩm chức năng hỗ trợ hoặc là cái thuốc hỗ trợ thôi, chứ nó không phải là cái điều trị chính trong cái rối loạn mỡ máu. Chúng ta có thể kết hợp omega 3 và thuốc điều trị mỡ máu để giúp cho giảm những cái chỉ số mỡ máu xấu một cách tốt hơn, nhanh hơn, và có thể dùng cái liều thấp của những cái thuốc điều trị mỡ máu, chứ không thể thay thế những cái thuốc điều trị mỡ máu bằng omega 3. Hãy theo dõi kênh của bác sĩ Minh để có thêm nhiều kiến thức y khoa bạn nhé.